Thùy Tiên dắt lôi con đi công viên nước, Quang Linh chơi lớn khoe cơ thể cường tráng. Mới đây vào sáng ngày 3 tháng 5, hoa hậu Thùy Tiên đã khiến cộng đồng mạng đồng loạt xôn xao, đổ xô mọi sự chú ý về công viên nước đầm sen tại thành phố Hồ Chí Minh khi cô cùng cả đoàn của Quang Linh Vlog, đặc biệt là idol nhí người Angola, đổ bộ về đây để vui chơi, giải nhiệt ngày hè. Loạt hình ảnh check-in đã được chia sẻ nhiệt liệt, trong đó hình ảnh của Quang Linh đã trở thành tâm điểm theo đó vì đây là công viên nước chính vì thế du khách khi đến vui chơi đều diện những trang phục thoải mái nhất có thể để có thể dễ dàng hoạt động dưới nước thùy tiên lựa chọn bộ đồ khá kín đáo nhưng vẫn phù hợp với công viên này thiết kế đơn giản nhiều người cũng dành lời khen cho sự tinh tế này của thùy tiên khi trong đoàn hầu hết đều là nam nên việc thùy tiên giữ kẻ là điều hoàn toàn hợp lý Khác với nàng hậu, các thành viên còn lại trong đoàn đều chỉ diện chiếc quần sọt và tất cả đều không mặc áo, khoe cơ thể cường tráng. Đây cũng là lần hiếm hoi Quang Linh tự tin để lộ thân hình của mình trên mạng xã hội, đặc biệt là trước mặt Thùy Tiên. Dân tình thi nhau hú hét bởi các fan từ lâu đã rất kịch liệt đẩy thuyền cho cặp đôi này. Idol nhí lôi con cũng có trong bức ảnh check-in cùng team. Nhóc tỳ tâm trạng hứng khởi, lần đầu tiên trải nghiệm điều mới mẻ. Một số fan còn đùa vui rằng có lẽ được đi cùng cô Tiên nên lôi con mới vui như thế. Trước đó, trong ngày đi chơi cùng Thùy Tiên, Lôi Con thậm chí còn không chịu về cùng bố và chú Quang Linh, một mực đòi đi về nhà cô Tiên. Chiều ý ai đồ nhí, Thùy Tiên dắt Lôi Con về nhà ngủ cùng, sau đó sáng hôm sau lại tiếp tục đưa Lôi Con đi chơi, đi ăn và khám phá Sài Gòn. Trong mắt nàng hậu, Lôi Con là cậu bé 5 tuổi ngoan ngoãn, lanh lợi và hiểu chuyện. Trước đó, cô từng chạm mặt cậu bé vào 2 năm trước trong chuyến công tác tại Angola, lúc đấy nhóc tì vẫn còn lạ lẫm và chưa tương tác nhiều với nàng hậu. Sau 2 năm với màn hội ngộ lần này, Lôi Con trở nên thân thiết hơn với cô Tiên, đu bám không ngừng, không ngại thể hiện tình cảm bằng cách ôm hôn thắm thiết. Netizen khi xem những khoảnh khắc này ai nấy cũng đều quán quéo trước độ ngọt ngào và hợp nhau của hai cô cháu. Có thể nói hành trình về Việt Nam lần này của Lôi Con vô cùng đáng nhớ, sẽ là chuyến đi đầy kỷ niệm của idol nhí người Angola. Lôi Con tên thật là Mativado 5 tuổi, bé sinh ra và lớn lên ở Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloy, một thành viên team châu Phi của Quang Linh Vlog. Lôi con được Quang Linh Vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Trong các vlog của Quang Linh, cậu bé thường xuyên xuất hiện và được nhiều người yêu mến vì đáng yêu, thông minh và học tiếng Việt rất nhanh. Thủy Tiên đăng tải khoảnh khắc nắm tay Quang Linh khiến cộng đồng mạng bấn loạn. Sau 2 năm kể từ chuyến thiện nguyện ở Angola, tình bạn thân thiết vượt biên giới của Hoa hậu Thủy Tiên và team châu Phi, gồm Quang Linh Vlog cùng các cộng sự nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Hiện tại, Thủy Tiên đang làm hướng dẫn viên để đưa Quang Linh Vlog, lôi con cùng các cộng sự tham quan vui chơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Thùy Tiên đăng tải vlog cùng team châu Phi đi chơi ở công viên nước, cộng đồng mạng lại được dịp bấn loạn vì trong tập này xuất hiện rất nhiều những khoảnh khắc tương tác thân thiết của Thùy Tiên cùng Quang Linh. Vai Viral nhất thời điểm hiện tại chính là khoảnh khắc Thùy Tiên kéo tay Quang Linh khi cùng nhau chơi một trò chơi. Khi Quang Linh có vẻ lo sợ và có ý định rút lui, Thùy Tiên quyết tâm kéo tay anh xông pha đến cùng, điều khiến người xem quan tâm đơn giản chỉ là cái nắm tay vô tình giữa hai người. Khoảnh khắc vui đùa cùng nhau này đã được người hâm mộ cắt ra và liên tục truyền tay nhau khắp cõi mạng. Thùy Tiên là hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021. Trong khi đó, Quang Linh Vlog là anh chàng YouTuber, Vlogger nổi tiếng người Việt Nam đang sinh sống làm việc. Thế nhưng cứ mỗi lần Thùy Tiên và Quang Linh gặp nhau lại tạo thành đợt bão mạng xã hội. Có nhớ vào tháng 7 năm 2022, Thùy Tiên có chuyến công tác trao công trình xây giếng nước sạch cho người dân ở bản Jamba, Bailundo, Huambo, Angola. Cô đã được ekip kết nối với nhóm Quang Linh Vlog, chàng YouTuber quê Nghệ An nhưng đang sống tại Angola để cùng nhau hoàn thành công việc. Trong suốt chuyến công tác của Thủy Tiên, những hình ảnh nàng hậu và chàng youtuber cùng nhau vượt qua thời tiết khắc nghiệt, điều kiện thiếu thốn để đem đến cuộc sống tốt hơn cho một bộ phận người dân Angola liên tục được truyền tải tới công chúng. Sự chân thật của chuyến đi cộng thêm nét giản dị của nàng hoa hậu và những cử chỉ nhiệt tình phóng khoáng của Quang Linh và những cử chỉ nhiệt tình phóng khoáng của Quang Linh khiến hành trình của họ trở nên lung linh trong mắt công chúng. Ngay lập tức, trên mạng xuất hiện trào lưu đẩy thuyền hoa hậu thủy tiên và quang linh vlog từng cử từ chỉ lời nói mà cặp đôi dành cho nhau đều được đưa ra bàn tán gắn ghép những lần cặp đôi livestream vô tình nhắc tới đối phương cũng sẽ trở thành chủ đề khiến cư dân mạng sôi sục thậm chí trên mạng xã hội còn xuất hiện những bức ảnh cắt ghép để gán ghép thủy tiên quang linh thành ảnh cưới Ban đầu cả hai xem đó là chuyện đùa nên vui vẻ đáp lại. Tuy nhiên khi mọi người gắn ghép quá nhiều thì người trong cuộc có phần e ngại. Có dịp Quang Linh về Việt Nam, anh cùng Thủy Tiên đi làm từ thiện, nhưng hai người luôn ngồi cách xa nhau, thậm chí Thủy Tiên còn lộ khoảnh khắc tránh ngồi cạnh Quang Linh. Tuy vậy mọi người vẫn cố gắng tìm mọi manh mối để chứng minh Thủy Tiên và Quang Linh dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Chẳng hạn như Quang Linh gọi view số lượt xem là view thì netizen diễn giải rằng Quang Linh đang gọi vợ yêu cũng vì thế mà mỗi khi Thùy Tiên livestream thì khán giả lại nhắc đến Quang Linh rất nhiều, có lần đã khiến nàng hậu tỏ rõ sự không thoải mái. rồi sau đó Thùy Tiên đã lên tiếng mong mọi người đừng suy diễn gì về mối quan hệ của cô và Quang Linh. cô giải thích rằng hai bên đều yêu thương quý mến nhau nên mới có những dự án thiện nguyện và đồng hành cùng nhau lâu đến như vậy. có lẽ Thùy Tiên ngại rằng nếu không nói rõ khán giả sẽ tiếp tục đẩy thuyền khiến cả hai khó xử, khó tiếp tục đồng hành trong các hoạt động cộng đồng. Bảng đi một thời gian dài, vì biết người trong cuộc khó xử mà cộng đồng mạng chẳng còn dám gán ghép cặp đôi nữa. Mãi đến bây giờ thấy họ xuất hiện cạnh nhau thoải mái vui vẻ như vậy, người hâm mộ mới an tâm phần nào. Nhiều người cảm thấy biết ơn vì chỉ ít hiện tại họ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, không vì dư luận mà làm hỏng tình bạn đẹp. Dù hai người có tình cảm nam nữ hay không, điều đó không quan trọng, vì cả hai xuất hiện cùng nhau, người xem bỗng cảm thấy hạnh phúc lây. Hoa hậu Thùy Tiên bị lôi con khui chuyện đã có người yêu, làm lộ luôn danh tính khiến chính chủ giật mình. Những ngày qua mọi hoạt động của hoa hậu Thùy Tiên và team Quang Linh Vlog thu hút sự chú ý của cư dân mạng, sau màn từ chối nụ hôn từng viral 2 năm trước, Lôi Con, con nuôi của Quang Linh nay cực dính Thùy Tiên, nhất định không rời nửa bước. Trong buổi đi chơi thứ hai cùng hoa hậu Thùy Tiên, Lôi Con bất ngờ tiết lộ thông tin khiến ai cũng ngỡ ngàng. Theo đó, trong vlog được Quang Linh đăng tải, có một người tiết lộ Lôi Con đã khui chuyện hoa hậu Thùy Tiên chỉ mải mê nói chuyện với người yêu mà không cho bé đi chơi. Nghe lời tố này, Thùy Tiên đã tỏ ra bất ngờ và trực tiếp hỏi lại Lôi Con: "Ủa, hồi nào?" Khi đó Lôi Con có biểu cảm ngại ngùng, rồi vội chỉ tay sang phía trợ lý Thủy Tiên và nói: "Người yêu đây, cô Tiên sang với người yêu đi." Hóa ra, do Hoa hậu Thủy Tiên và trợ lý thường xuyên nói chuyện cùng nhau, nên Lôi Con cho rằng người này chính là bạn trai của nàng hậu. Thực tế Thủy Tiên có mối quan hệ chị em thân thiết, gắn bó với bạn quản lý từ nhiều năm qua. Lôi Con chính là em bé có hành động phủi má khi được Thủy Tiên ôm hôn trong chuyến từ thiện tại Angola từ 2 năm trước. Giữ đúng lời hứa khi lôi con sang Việt Nam, Thùy Tiên sẽ đích thân làm hướng dẫn viên để đưa cậu bé khám phá thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Châu Phi, thế nhưng lôi con lại rất giành tiếng Việt, bé có thể giao tiếp thoải mái với Hoa hậu Thùy Tiên. Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thùy Tiên kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng tiết lộ sẽ công khai chuyện yêu đương trước công chúng để tránh những bàn tán ồn ào không cần thiết. Khi được hỏi về dự định kết hôn, khi những người bạn thân lần lượt lên xe hoa, Thùy Tiên nói. Tôi xin phép giữ riêng tình trạng yêu đương bởi bản thân không phải là người thích chia sẻ nhiều về chuyện đời tư. Bây giờ tôi vẫn chưa nôn nao kết hôn, nhưng nhờ có mọi người tôi nghĩ sau này chắc mình cũng sẽ lấy chồng sinh con. Bởi tôi thấy mọi người thay đổi tích cực trưởng thành hơn sau khi có con. Trước đây tôi lớn lên theo kiểu khác nên không tin vào hôn nhân hay có đam mê mãnh liệt đến một độ tuổi nào đó sẽ lấy chồng sinh con. Nhưng môi trường thay đổi, gặp được những người có gia đình hạnh phúc, xem họ nuôi con như thế nào, tôi mới thay đổi suy nghĩ. Biết đâu sau này tôi cũng sẽ có một gia đình như thế. Ba hoa hậu Thùy Tiên gặp Quang Linh ông chủ team châu phi bị khui ảnh thoải mái như người nhà virus nhất thời điểm hiện tại chính là bức ảnh Ba của Hoa hậu Thủy Tiên gặp gỡ Quang Linh Vlog và các thành viên trong team Châu Phi khi cả nhóm đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động từ thiện cùng Thủy Tiên. Lý do bức ảnh này gây sốt là bởi sự thân thiết và nhiệt tình đón tiếp của Hoa hậu Thủy Tiên và người nhà của cô. Trong suốt thời gian team Quang Linh có mặt tại Sài Gòn, Thủy Tiên đã thuê hẳn một căn hộ để team Quang Linh lưu trú trong quãng thời gian này. Thủy Tiên với Quang Linh và team Châu Phi thì đã quá quen thuộc với Netizen, họ cũng từng có những màn tương tác gây bão mạng, song đây là lần đầu tiên trong những khoảnh khắc ăn uống đời thường của nhóm có sự xuất hiện của phụ huynh. Dù cách biệt nhiều tuổi, sau khi ngồi với nhóm của Quang Linh, ba của Thủy Tiên được đánh giá là vẫn trẻ trung, không có nhiều cách biệt tuổi tác. Người đăng tải hình ảnh cũng hài hước viết caption ba anh em. Bức ảnh sau khi được đăng tải lên Facebook thì lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng cho rằng họ thích xem những khoảnh khắc đời thường tự nhiên như thế. Cách Thủy Tiên và Quang Linh gạt bỏ những tin đồn tiêu cực, nghi vấn dạn nứt, cùng nhau làm từ thiện mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Đặc biệt sự xuất hiện của KOL mới nổi trong chuyến đi là lôi con càng khiến khán giả thích thú. Theo sát những hoạt động của nhóm và hoa hậu Thủy Tiên trong lần kết hợp này, dưới phần bình luận các thành viên của buổi gặp mặt thân mật còn trượt tay để lộ ảnh chủ tịch Quang Linh với phong cách tự nhiên như ở nhà mình, khiến người xem không nhịn được cười quang linh nổi tiếng mặc quần đùi áo thun không có tí gì là làm hình ảnh trước người đẹp lẫn cộng đồng fan. Trong bức ảnh đầu tiên Quang Linh hội ngộ Thủy Tiên, dân tình cũng soi ra chi tiết Quang Linh mặc quần đùi. Cộng đồng mạng góp ý nhẹ đến anh rằng lần sau nên giữ hình ảnh một tí, nhưng lần sau cũng không có gì thay đổi so với lần đầu. Khán giả chỉ biết cười cho qua vì có lẽ hình ảnh chủ tịch Bành Bao và Quang Linh là hai đường thẳng song song không thể tìm thấy nhau. Về phần Thủy Tiên, nàng hậu tự tin để mặt mộc, ăn mặc giản dị trong lúc đón tiếp Quang Linh, cô được lôi con quý mến, cậu bé quấn quýt cô khi phải chia tay để ra về thì bật khóc. Lôi con còn quan sát cô Tiên cực kỹ thấy cô nói chuyện điện thoại nhiều với trợ lý liền đồn đó là người yêu của cô Thủy Tiên, khiến Thủy Tiên giật bắn mình, suýt tí nữa thì có tin đồn tình ái. Loạt ảnh lôi con và Thủy Tiên quấn quýt nhau đang nhận được tình cảm tích cực từ phía cư dân mạng. Biểu cảm lôi con khi ăn kem leo thẳng lên xu hướng, sinh động cỡ này bảo sao Quang Linh Vlog chỉ còn là cái tên. Chuyến về Việt Nam chơi lần này của Quang Linh còn có thêm lôi con, con trai của Mati thành viên team châu Phi nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bởi những ai thường xem các video của Quang Linh đều biết đến Lôi Con và dành sự yêu mến cho bạn nhỏ này vì tính cách hài hước nhưng không kém phần ngoan ngoãn, lễ phép và nói tiếng Việt rất giỏi. Sau nhiều lần gặp trục trặc, cuối cùng Lôi Con có thể về Việt Nam cùng Quang Linh và các chú đi thăm thú nhiều nơi. Đi tới đâu Lôi Con gây bảo tới đó bởi sự đáng yêu của mình. Mới đây khoảnh khắc Lôi Con mút ban kem khiến netizen bật cười vì cực kỳ dễ thương ngây ngô, clip thu hút hàng triệu lượt xem sau vài tiếng đăng tải, chứng tỏ sức hút của Lôi Con không phải dạng vừa. Theo đó, khi đến một quán cà phê, Lôi Con lần đầu được thưởng thức món kem sôi Việt Nam. Ban đầu Lôi Con khá loay hoay, nhưng khi được Quang Linh giúp đỡ để có thể múc ban một miếng rất to. Đáng chú ý, biểu cảm hài hước khi mô tả về độ ngon và độ lạnh của Lôi Con khiến ai xem cũng phải thả ha ha. Vì một miếng ăn lớn và lạnh nên Lôi Con trùng mình vì bút trăng, song cậu bé vẫn tấm tắc khen món này ngon. Ngon nhưng mà lạnh quá. Không những thế, Lôi Con còn có hành động đang trend là ngon nhất nách khiến netizen thích thú hơn. Nhiều người nhận xét Lôi con có khả năng review chân thực bởi chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được cảm giác ăn kem lạnh bút là như thế nào. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, khi Quang Linh cùng bố con Lôi đáp máy bay tại sân bay nội bài, nhiều người hâm mộ của Lôi đã có mặt chào đón. Ngoài việc chụp ảnh và giao lưu, mọi người còn gửi tặng cậu bé này rất nhiều hoa, chẳng thua kém gì sao hàng A. Ngoài ra, thế lực nhí còn liên tục viral trên mạng xã hội với các đoạn clip hát nhảy livestream bán hàng cùng Quang Linh điều này thể hiện sức hút của lôi con tại việt nam cực lớn sở hữu lượng người hâm mộ khiến quang linh chỉ còn là cái tên